Hello, hello, xin chào tất cả các anh chị trên Conference Call. Chúng ta còn 2 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình call ngày hôm nay ha. Rồi, trong khi chờ đợi như mọi lần, Quế sẽ share cái chương trình call này ra ngoài, ra những cái trang group page chính của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu đúng trong 2 phút nữa nha các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị trên Conference Call cũng như là trên Facebook Live. Các anh chị trên Facebook Live, nếu mà được thì chúng ta bắt đầu cùng giúp cho nhau share cái chương trình call này ra, hoặc là gửi cái lời invite nha các anh chị. Rồi, chúng ta còn đúng một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu các anh chị. Nếu mà được, các anh chị cũng giúp cho Quế share cái chương trình này ra ở trên trang của mình hoặc là những cái trang group chính nha các anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu trong giây phút nữa. Còn 2 group, bây giờ vừa đúng giờ cho Quế thêm 1-2 phút nữa ha. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Ok, rồi bây giờ mình đúng giờ rồi, mình bắt đầu nha các anh chị. Ok. Rồi, xin chào cả nhà, chính thức gửi lời chào đến tất cả các anh chị. Rất là vui gặp lại các anh chị trên chương trình Facebook Live ngày hôm nay. Hello, chào Tôn Ngọc, rất là vui đến từ Dubai ha. Bây giờ bên Dubai là sáng sớm phải không? Không biết là 5 giờ sáng hay là 6 giờ sáng ha. Rồi, rất là vui, cũng giống như Tôn Ngọc, các anh chị khác trong cái chương trình này, nếu mà được các anh chị gửi lời chào với nhau và chúng ta viết ở trên cái phần comment trên chương trình Facebook Live này nha các anh chị. Hello, chào Cúc Ngọc. Hello, chào chị Nga Gia. Chị đang ở đâu đó? Rất là vui gặp lại tất cả các anh chị trên chương trình ngày hôm nay, cũng như là trên chương trình Conference Call. Nhắc lại là cái số Conference Call các anh chị là thường là dành cho những anh chị mà nghe từ Mỹ đó, gọi thì nó dễ hơn. Và nếu mà đặc biệt là những anh chị mà không có cái access trong cái Internet hay là Facebook Live, các anh chị có thể vào ở trên Conference Call. Cảm ơn Tôn Ngọc cho biết là bây giờ là 6 giờ sáng ở bên Dubai ha. Những anh chị khác cũng cho biết là các anh chị đang nghe chương trình này ở đâu nha các anh chị. Số Conference Call của chúng ta là 857-216-6700 và số code là 337-231. Quế cũng thấy một số anh chị vào cái chương trình call ở trên Conference Call đó. Nếu mà các anh chị chuyển qua được trên Facebook Live thì rất là tốt. Chương trình Facebook Live là phát sóng ngay trên cái trang Facebook cá nhân của Quế các anh chị, là facebook.com/quế.nguyễn, facebook.com/quế.nguyễn. Những anh chị nào mà nghe trên phone thì có thể giúp cho Quế cũng share ra cái chương trình này. Hello, chào chị Vinh Lương, rất là vui gặp chị trên call ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Chị đang ở đâu vậy chị? Ở nhà hay là vẫn còn bên chú Đinh cô Dung vậy? Rồi, thì là rất là vui gặp lại các anh chị ngày hôm nay. Bây giờ là chúng ta là đúng 7 giờ tối ở miền Tây Hoa Kỳ các anh chị, là giờ ở bên California. 7 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ vào ngày thứ hai đầu tuần. Các anh chị thấy Quế hoặc là ngày thứ hai đầu tuần hoặc là ngày thứ tư đầu tuần, thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là vui và đặc biệt các anh chị. Ngày đầu tuần là một cái ngày tràn đầy năng lượng mở đầu cho một tuần mới. À, chị Vinh về nhà rồi hả?
Cảm ơn chị cho biết. Các anh chị khác cũng mình cũng trò chuyện với nhau trên chương trên cái phần comment nha, cho các anh chị, để cái chương trình kho này nó được sôi động hơn. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 5 các anh chị, ngày 15 tháng 5 năm 2017 là ngày đầu tuần và cũng là ngày giữa tháng. Và cái đặc biệt các anh chị là như hầu hết tất cả các anh chị mà làm cái công việc kinh doanh giống như Quế và mẹ đó, là ngày hôm nay chúng ta biết là một ngày rất là vui, là ngày mình có cái tiền hoa hồng nhận được từ công ty. Mà vui nhất đó là bây giờ rất là tiện lợi là chúng ta có được cái auto deposit vào ngay thẳng trong nhà băng của mình các anh chị. Hôm nay mình gọi là ngày payday đó. Thành ra là Quế biết rất là nhiều anh chị rất là vui với ngày hôm nay. Mở mắt ra mà mình check cái bank account của mình thấy tiền vào các anh chị ha. Rất là vui. Rồi, và bây giờ là 8 giờ tối ở bên Mountain Time các anh chị, là giờ miền núi, là Colorado, Utah nè. 9 giờ tối ở bên Central Time như Texas, và là 10 giờ tối ở miền Tây Hoa Kỳ như New York, Florida các anh chị. Thì đó là cái giờ mình có ở thị trường Mỹ của chúng ta. Rồi, ở những nơi khác thì như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ ba các anh chị, ngày 16 tháng 5. 9 giờ sáng ở bên Việt Nam. Ở Úc Châu theo giờ của Melbourne đó là buổi trưa các anh chị, đúng ngọ 12 giờ trưa ở bên Melbourne. Ở châu Âu á, là theo giờ của London là rạng sáng ngày thứ ba là 3 giờ sáng. Và như nãy chị Tôn Ngọc có nói là từ Dubai thì chúng ta là coi như là rạng sáng là 6 giờ sáng. Xin chào cả nhà một lần nữa, rất là vui. Thì trở lại trên cái chương trình kho ngày hôm nay, thì trước khi mà mình bắt đầu chính thức cái kho đó, Quế cũng xin dành ra một vài phút để mà giới thiệu một chút xíu về Quế, đặc biệt là dành cho những anh chị mà Quế chưa có dịp kết nối. Mỗi một lần mà mình lên kho rất là vui các anh chị, lại là có cái dịp để mà quen biết thêm một số anh chị mới, một số người bạn mới ở khắp nơi trên thế giới, thành ra rất là vui. Và mỗi một tuần như vậy là Quế cũng xin dành một vài phút để mà giới thiệu một chút xíu về mình ha. Nếu mà được các anh chị cũng chia sẻ một chút xíu về mình ở trên cái phần comment của Facebook Live nha các anh chị. Thì tên đầy đủ của Quế đó, tên ở tiếng Việt các anh chị là Nguyễn Nguyệt Quế. Qua Mỹ thì nói cho ngắn gọn thì thường gọi là Quế Nguyễn. Thì Quế sang đến Mỹ đến nay là định cư ở đây cũng gần 20 năm rồi các anh chị. Lúc trước là qua Mỹ là định cư để mà đoàn tụ gia đình. Quế qua đây với lại ba của Quế đoàn tụ với mẹ và em gái, đi chương trình cấp 3 ở bên Việt Nam, các anh chị thừa hưởng nền giáo dục là từ lớp 1 đến lớp 12 ở Việt Nam và qua đây là học đại học. Và cũng như phần lớn những cái giới trẻ khác khi mà qua đây thì mình chăm chỉ mình đi học và đi làm. Thì học về bên kỹ sư và ra làm là đầu quân làm cho một cái công ty tư vấn chuyên về kỹ nghệ Microsoft cho nhiều tập đoàn lớn các anh chị. Thì nói chung con đường sự nghiệp mình cũng được tốt, thăng tiến rất là tốt, và cái giá mình trả ra cũng rất là xứng đáng các anh chị, làm việc cũng rất là cực lực. Thì cái công việc của Quế làm ngày xưa đó là quản lý những cái dự án mà công ty giao phó, mình gọi là project management. Thì cái vị trí của Quế là senior project manager, là quản lý nhiều cái dự án cùng một lúc, và những cái dự án rất là lớn mà công ty ký hợp đồng với khách hàng hơn cả triệu Mỹ Kim các anh chị, và quản lý nhiều cái dự án cùng một lúc như vậy, quản lý nhiều cái đội ngũ kỹ sư rất là lớn, nhiều cái bộ phận khác nhau để mà hoàn tất một cái một những cái dự án của công ty, là Quế đảm nhiệm là từ đầu cho tới cuối các anh chị, từ khi mở đầu cái dự án cho tới khi kết thúc để mà giao cái dự án cho khách hàng. Thì là mình có những cái đội nhóm ở khắp nơi trên nước Mỹ cũng như là nhiều nước khác trên thế giới. Nói chung cái công việc đó, cái con đường sự nghiệp thăng tiến rất là tốt. Nhưng mà và Quế cũng thích cái công việc đó lắm các anh chị, rất là yêu thích cái công việc và làm với cả đam mê. Nhưng mà trước đây vào sau cái địa thời điểm mà hơn mười mấy năm với công việc đó, gắn bó với công việc đó và nhìn về phía trước, nhìn về tương lai của mình các anh chị, thì Quế nhìn thấy là mình phải tiếp tục đi tiếp cái con đường đi làm đó, là 20-30 năm nữa, mình gọi là đến cái tuổi về hưu trung bình của chúng ta ở đây là 60-70 tuổi. Thì mình thấy là đương nhiên cái cuộc sống của mình nhìn thấy rất là rõ mình sẽ đi về đâu nếu mình tiếp tục cái công việc đi làm đó các anh chị. Thì mình thấy được có rõ là càng ngày là mình có ngoài cái tiền lương được ổn định và cái cuộc nói chung là về đời sống tài chánh được khá đó,
thì mình thấy những cái mặt khác trong cuộc sống của mình nó có một cái sự mất cân bằng rất là lớn và làm cho mình không có được thật là có cái cảm giác mình kêu là hạnh phúc và vui sướng trọn vẹn các anh chị. Nếu mà những cái người ngoài nhìn vào thì đều trầm trồ là khen là có cái cuộc sống tốt rồi, tiền lương ổn định này nọ, nhưng mà bản thân của Quế, Quế biết được là có nhiều cái mặt khác trong cuộc sống mình chưa có thật sự hài lòng. Từ sức khỏe của bản thân các anh chị, đi bay rất là nhiều, qua nhiều tiểu bang khác cũng như một số nước khác, mình thấy sức khỏe mình cũng không được tốt. Thời gian thì là càng lên chức cao, càng được đảm nhận nhiều công việc thì trọng trách càng nhiều. Thành ra là mình càng ngày mình càng thấy là không có một cái thời gian gì cho bản thân và cho gia đình của mình hết, và còn nhiều cái mặt khác nữa. Thành ra là mình thấy như vậy, nếu mà mình tiếp tục đầu tư vào, đi tiếp cái con đường đó 20 năm, 30 năm nữa thì rõ ràng là đến cuối đời sẽ có rất là nhiều cái hối tiếc. Và Quế cũng tìm kiếm một cái gì đó khác để mà mình xem coi là có một cái cánh cửa nào đó khác mở ra, nó tươi sáng, nó tốt đẹp hơn cái mà mình đang có hay không. Thì rất là may mắn cho bản thân của Quế là 3 năm về trước á, thì từ người chính người mẹ ruột của Quế là Emmy Ngô đó, thì mẹ chia sẻ về cái cơ hội này. Thì sau một thời gian rất là ngắn tìm hiểu, lúc đầu là tìm hiểu để cho mẹ thôi, nhưng mà mình lại thấy được đây chính là cái cánh cửa mà mình đi tìm. Mở ra ở đó rất là nhiều cái mà mình cảm thấy là có thể là phù hợp với mình và những cái gì mình tìm kiếm. Thành ra sau một thời gian rất là ngắn tìm hiểu và về thăm công ty lần đầu tiên là vào cuối năm năm 2013 đó. 2013 là Quế chính thức hợp tác với mẹ, và đến nay là thấm thoát là hơn 3 năm rồi. Và cả bản thân Quế và mẹ đều rất là vui và hài lòng với cái quyết định của mình. Mình cảm thấy mình là một trong những người rất là may mắn biết được đến cái cơ hội này và nắm bắt được cái cơ hội này. Và mình chỉ làm theo sát những cái người đi trước thành công chỉ dẫn cho mình, và mình cần cù siêng năng mình làm, mình đạt được cái kết quả cũng như là những cái người chung quanh, và đặc biệt hơn nữa đó là không những bản thân của mình mà mình còn có được cái điều kiện để mà giúp cho những cái người khác nữa. Thành ra mình thấy cái cuộc sống của mình nó muôn màu muôn sắc hơn, nó vui hơn và nó có nhiều cái điều tốt hơn mà mình yêu thích các anh chị. Thì đó là một chút về bản thân của Quế. Thì cái chương trình kho ngày hôm nay đó là như một số anh chị theo dõi thường xuyên, các anh chị biết là chúng ta rất là được cái gọi là có nhiều cái phương tiện, nhiều điều kiện thuận lợi để mà mình có thể giao lưu kết nối và mình học hỏi với nhau và giúp đỡ cho nhau, không những là trong cái công việc kinh doanh này mà nhiều cái mặt khác nữa các anh chị, trong cuộc sống có thêm bạn bè mình học hỏi lẫn nhau. Những cái đề tài trong cái chương trình kho này mình cũng có thể áp dụng ở nhiều mặt khác trong cuộc sống của chúng ta, hoặc là trong cái ngành nghề khác, những anh chị nào mà đang đi làm ở cái công việc khác, hoặc là những công việc kinh doanh khác, hoặc là có thể trong cuộc sống của mình nữa. Thành ra càng ngày Quế càng yêu thích cái chương trình kho này. Chương trình kho này thì Quế đảm nhiệm là đến nay là cũng gần 2 năm rồi các anh chị. Và chúng ta có cái chương trình này phát sóng đều đặn mỗi một ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Ở thị trường Mỹ là một ngày chúng ta có ba cái chương trình kho lận. Hai cái chương trình là 30 phút hỏi và đáp, và một chương trình là chương trình kho này vào giờ này 1 tiếng đồng hồ các anh chị, nhiều đề tài khác nhau từ phát triển kỹ năng cho tới là tư duy, những câu chuyện thành công thế giới phụ nữ các anh chị, và tới những cái chương trình về sức khỏe và đời sống rất là hay. Nói chung là mình kêu là một cái bữa ăn tinh thần mà không thể thiếu được của rất là nhiều anh chị trong đại gia đình người Việt của chúng ta, và Quế là một trong những người đó. Mẹ Quế cũng vậy các anh chị, nghe cái kho này rất là đều đặn. Thì Quế rất là vui và vinh dự là mình cũng là một cái phần tử đóng góp trong cái chương trình kho đó, và mình cũng được hân hạnh là được chia sẻ những cái điều mà mình học hỏi với nhiều anh chị ở trên kho đây. Thì cái ngày mà Quế xung phong đảm nhận là cái ngày thứ hai đầu tuần các anh chị, bản thân của Quế rất là thích ngày thứ hai, vì là mình sau một cái cuối tuần là chúng ta có cái ngày đầu tuần bước vào là hầu hết là chúng ta đều bận rộn để mà lo toan cho một tuần mới, và chúng ta biết rất là quan trọng, mình kêu là đầu xuôi đuôi lọt. Nếu mà đầu tuần mình hăng hái, mình có những cái gọi là exciting á, thì là mình sẽ set cái tone cho cả một cái tuần nó được tốt đẹp các anh chị. Và sẵn đây cũng là nhắc là cuối tuần vừa rồi là chúng ta có ngày lễ là lễ mẹ, mình kêu là lễ Mother's Day, dịch ra tiếng Việt của mình là lễ hiền mẫu các anh chị. Thì rất là chúc mừng tất cả các bà mẹ tuyệt vời trên thế giới, và cũng là mong là tất cả các chị ha có được một cái ngày lễ mẹ thật là vui, thật là tốt đẹp, hạnh phúc, ấm cúng bên gia đình của mình trong cái cuối tuần vừa qua. Thì bây giờ là trở lại vào cái kho đầu tuần ngày hôm nay đó. Thì chương trình kho của Quế đảm nhận là thường nói về cái đề tài là phát triển kỹ năng các
anh chị. Kỹ năng là một cái mà chúng ta có thể trau dồi, có nhiều cái đề tài khác nhau, nhiều cái loại kỹ năng khác nhau để mà chúng ta trau dồi. Thì ngày hôm nay cái đề tài đó là mình nói về tính chủ động các anh chị. Tiếng Anh kêu là be proactive. Thì sáng ngày hôm nay đó thì cũng rất là vui và vinh dự là như một số anh chị có theo dõi có biết đó, thì sáng ngày hôm nay Quế cũng được hân hạnh mời để mà lên chia sẻ trong cái chương trình conference call đều đặn hàng ngày vào buổi sáng của tập của coi như hệ thống One Team Global là OTG đó. Thì là cái chương trình call là bây giờ là họ cũng làm cái chương trình Facebook Live call đều đặn mỗi một buổi sáng 15 phút các anh chị, 7 giờ sáng giờ miền Tây Hoa Kỳ, có nghĩa là 10 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ đó. Thì sáng ngày hôm nay Quế cũng được hân hạnh mời lên để mà chia sẻ về một cái đề tài. Thì Quế cũng chọn cái đề tài là Be Proactive, 15 phút để mà chia sẻ ngắn gọn các anh chị. Thì trong cái chương trình call ngày hôm nay Quế sẽ mở rộng thêm một chút xíu trong 45 phút còn lại mà mình có trên cái chương trình call này. Tính chủ động các anh chị. Chủ động thì là mình thấy được là bất cứ cái công việc gì đối với bản thân của Quế đó là mình có hai cái vế các anh chị. Một cái là cái chủ động và một cái là mình kêu là cái thế. Nó không hẳn là bị động mà nó ở giữa chủ động, bị động các anh chị. Là mình ở trong cái thế là mình reactive, có nghĩa là mình chờ cái sự việc xảy ra rồi mình mới xem coi là mình làm như thế nào. Chủ động thì có cái phần là mình làm chủ cái phần của mình hơn. Thì trước hết đó là chúng ta đi vào cái gọi là cái định nghĩa các anh chị ha, định nghĩa để mà mình có thể hiểu hơn cái tính chủ động, cái sự chủ động là như thế nào và tại sao nó rất là quan trọng là chúng ta trau dồi cái tính chủ động đó. Nếu như mà đặc biệt là mình nhiều khi có những cái, có những anh chị đó là mình kêu là tự nhiên là có cái phần chủ động hơn một số anh chị khác, không có hẳn là không có tốt nếu mà mình không có được cái tính chủ động, nhưng mà mình biết là nếu mà mình trau dồi được, có được cái tính chủ động thì sẽ giúp ích được mình hơn rất là nhiều trong công việc kinh doanh này nói riêng và cũng như nhiều cái mặt khác trong cuộc sống của chúng ta các anh chị. Thì trước hết đó là mình xem coi là cái định nghĩa của tính chủ động là gì ha các chị ha. Nếu mà những anh chị nào trên cái đang nghe cái call này đó, đặc biệt là những anh chị trên Facebook Live cũng có thể cùng tham gia với Quế chia sẻ cái kiểu như cái suy nghĩ hoặc là cái nhận định của các anh chị, mình định nghĩa tính chủ động là gì ha các anh chị ha. Rồi, một cái câu á, trước khi mà vào cái định nghĩa thì Quế cũng muốn chia sẻ với các anh chị đó là một trong những cái gọi là cái lời châm ngôn hay là lời danh ngôn đó mà Quế rất là thích đó, là của cựu tổng thống Abraham Lincoln. Ông ta nói có một cái câu như thế này các anh chị, ở tiếng Anh đó là the best way to predict the future is to create it. Có nghĩa là cái cách tốt nhất để mà mình thấy được mình kiểu như là tiên đoán được tương lai của mình sẽ như thế nào các anh chị là bằng cái việc là mình tạo dựng nó ngay từ bây giờ các anh chị, mình kiến tạo tương lai của mình. Và cũng như đi đôi với lại cái câu mà nếu như mà các anh chị mà các những anh chị nào mà có về thăm cái bảng doanh của công ty đó, là headquarters của công ty ở Provo Utah đó, là các anh chị thấy một cái câu mà Quế rất là thích đi vào cái chỗ mà touch the screen á, mà nói về lịch sử của công ty thì ở trên nó có một cái bức tường rất là lớn và để cái chữ là welcome to your future, có nghĩa là chào mừng các bạn đến với tương lai của mình. Quế rất là mê khi mà nhìn thấy cái câu đó, có nghĩa là ở cái công việc kinh doanh này là chúng ta, những gì chúng ta làm đó là chúng ta tạo dựng cho tương lai của mình các anh chị, và cái cách tốt nhất để tạo dựng tương lai của mình là mình kiến tạo nó trong cái hiện tại các anh chị. Thì đó là một cái lời dẫn rất là hay để mà mình mở lời về định nghĩa của cái chữ proactive, là cái tính chủ động các anh chị. Và cái chữ tính chủ động này đó là cái từ á, khi mà Quế xem thêm những cái research thêm về cái đề tài này đó, thì cũng một cái rất là hay để mà học biết được các anh chị, là cái chữ mà proactive á, là theo ghi chú lại đó là lần đầu tiên nó được coi như là được phổ biến, được thịnh hành và nhiều người biết về cái chữ proactive này á, là từ cái cuốn sách của một cái người rất là nổi tiếng là Stephen Covey các anh chị. Một số anh chị trên đây là nghe là biết đó. Cái cuốn sách đó đó là 7 thói quen của những cái người mà có cái tính hiệu quả cao các anh chị. 7 Habits of Highly Effective People. Những anh chị nào mà đọc qua cái cuốn này á thì các anh chị biết
Và những anh chị nào chưa đọc là Quế highly highly recommend, là một cuốn sách rất là hay các anh chị, của Stephen Covey. Thì trong cái cuốn sách đó là cái là một cái cuốn mà cũng coi như là được rất là nhiều bán rất là chạy các anh chị. Thì là mình có cái đó. Để Quế đọc thêm một chút xíu chia sẻ cho các anh chị nha, là cái cuốn sách mà The Habits of Highly Effective People này đó, là đến nay là đã bán hơn 25 triệu bản ở trên 40 ngôn ngữ các anh chị ở khắp nơi trên thế giới. Và trong đó đó là Stephen Covey là giới thiệu về cái cụm từ là proactive các anh chị, và từ đó, từ cái cuốn sách đó và cụm từ này nổi được coi như là được phổ biến rộng rãi hơn. Thì một chút xíu để mà mình biết về cái nguồn cội của cái chữ proactive này ha các anh chị ha. Thì á, và trong cái cuốn sách đó đó thì cái chữ proactive dùng để định nghĩa những cái người á mà người ta takes responsibility, là nhận cái trách nhiệm vào tất cả mọi mặt trong cuộc sống các anh chị, responsibility for everything in life. Và họ so sánh cái người proactive với một cái chữ thường mình đi kèm nếu mà mình so sánh các anh chị là chữ reactive. Ok, một cái người reactive là cái người á thường á là chờ sự việc xảy ra rồi mới react, mà react là mới phản ứng lại, sự việc xảy ra như vậy á, thì mình sẽ làm như thế nào, thì mình ở cái phần cái thế là mình không có cái phần control và chủ động kiểm soát các anh chị, mà mình lệ thuộc vào cái tác động ở bên ngoài. Thì cái đó là cái hai cái khác biệt giữa coi như là proactive và reactive. Ok, và khi mà mình nói về trong cái khía cạnh mà kinh doanh các anh chị, thì là một cái kinh doanh, một cái doanh nghiệp á mà có cái gọi là cái thái độ là reactive á, là thụ động đó, thì á là thường là bị coi như bị lệ thuộc, như Quế nói lúc nãy là lệ thuộc vào những cái tác động ở bên ngoài, external forces ha. Hello, chào chú Luận. Ok, yes John, very very awesome book ha. Rồi thì á là còn cái mà một cái business mà mình nhìn thấy, một cái business mà có cái phần gọi là cái thái độ của cái reactive, là cái business đó là lệ thuộc vào những cái tác động ở bên ngoài. Hello, chào Phượng Lê, khỏe không? Phương hay Phượng đây, đang ở đâu vậy? Và trong khi một cái kinh doanh á mà là có cái gọi là cái phong thái proactive á, là chủ động á, thì á là lấy cái trách nhiệm để mà tạo dựng ra, mình có cái trách nhiệm tạo dựng ra cái hoàn cảnh và có những cái initiatives là kiểu như là mình là cái người khởi đầu các anh chị, để mà mình kiểm soát và mình coi như tạo ra những cái hoàn cảnh, và thay vì là mình là cái phía coi như nhận phải, thì mình là cái phần là coi như là tác động ra ngoài các anh chị. Thì cái đó là mình thấy về cái khác biệt. Hello, chào Phương. Ok, hello, welcome ở Melbourne ha. Rồi những anh chị khác thì như thế nào đây? Rồi thì cái đó là mình nói là mình nói về cái định nghĩa các anh chị. Thì một số cái để mà mình thấy ha, về cái phần là proactive, thì mình sẽ thấy như thế nào để mà quickly mình xem á, nhanh chóng là mình xem coi là thường á là mình đang coi như ở cái phần nào của thế chủ động các anh chị. Nhiều khi mình nghe cái gọi là cái định nghĩa sơ đó, thì cái chủ động á là cái mà coi như là mình hiểu có đôi lúc mình chủ động, mà mình chủ động bao nhiêu, có đôi lúc là mình chưa có được chủ động lắm, thì mình như thế nào. Thì đây Quế muốn chia sẻ là một cái người ở bên Đức các anh chị, tên là Ralph Schwarzer đó, thì có viết một cái bài cũng rất là hay, năm 1999, nói về tám cái coi như là cái thái độ để cho thấy được là mình ở cái mức độ nào các anh chị. Thì các anh chị nghe kỹ tám cái phần này, và mỗi một phần như vậy thì các anh chị thấy là hiện tại là mình đang ở khoảng nào, not true at all, hoặc là barely true cho chúng ta. Not true at all là không, mình hoàn toàn không có những cái đó, không có thể hiện được những cái tính cách đó các anh chị. Cái thứ hai là barely true, là hầu như là đúng. Cái thứ ba là moderately true, có nghĩa là đúng coi như hầu hết những cái chính. Và cái số 4 là exactly true, là thật sự cái đó là thể hiện cái tính cách của mình hiện tại các anh chị. Thì tám cái. Cái thứ nhất á, là cái câu có đọc tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Việt ha. Cái thứ nhất á, là I spend time identifying long range goals for myself. Có nghĩa cái thể hiện thứ nhất á các anh chị,
là mình, bản thân của mình đó, là mình sử dụng thời gian để mà lập ra những cái coi như là những cái mục tiêu lâu dài cho cuộc sống của mình các anh chị. Các anh chị nghiệm lại coi là có thật sự là như vậy hay không, mình đã có tạo dựng ra những cái coi như lập ra những cái mục tiêu mà coi như là 5 năm nữa, 10 năm nữa và nhìn xa nhìn rộng về cái cuộc sống của mình như thế nào các anh chị. Cái phần thứ hai đó là mình nói là I feel in charge of making things happen, có nghĩa là mình lúc nào cũng là trong cái coi như là chủ động để mà tạo kiểu như làm việc các anh chị, là make things happen, là làm những cái việc gì đó xảy ra chứ không phải là chờ tới khi người này nhắc người kia kêu các anh chị, mình là make things happen. Rồi cái phần thứ ba các anh chị là I feel responsible for my own life, có nghĩa là mình có trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình không có coi như là chờ đợi hoặc là coi như thường là đổ lỗi là à tại vì bởi vì hoàn cảnh như vậy, bởi vì hoàn cảnh như thế này như thế kia các anh chị. Mình là trách nhiệm là ở cuộc sống của mình. Cái số 4 các anh chị, I feel driven by my personal values, có nghĩa là mình cảm thấy là những cái coi như là những cái giá trị những cái giá trị cá nhân của mình á, là mình coi như là take charge, là mình theo những cái giá trị, mình có những cái giá trị cá nhân của mình. Cái số 5 anh chị, I am driven by a sense of purpose, có nghĩa là mình có cái như có một cái gọi là cái lý do các anh chị, cái động lực trong cuộc sống mình, a sense of purpose là cái động lực là mình sống vì cái điều gì các anh chị, chứ không phải là mình chỉ coi như là cứ ngày qua ngày trôi qua mình không biết là cái mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì thì rất là cũng một phần đáng tiếc hơn anh chị. Rồi cái số số 6 là I am able to choose my own actions, là mình có thể là tạo ra được cái hành động riêng cho bản thân của mình các anh chị. Mình chọn lựa, mình dùng cái chữ là mình chọn lựa cái hành động nào để mà mình làm. Cái số 7 các anh chị, I focus my efforts on things that I can control, có nghĩa là mình tập trung cái khả năng của mình tập trung cái năng lực của mình á vào những cái điều gì mà mình có thể kiểm soát được, còn những cái mà mình không kiểm soát được á thì mình cũng không có cần phải là lo lắng nhiều hay là bận tâm hay là than vãn các anh chị. Lại focus my efforts on things that I can control. Và cuối cùng á là there are abundant opportunities that await me, có nghĩa là có rất rất là nhiều cơ hội phong phú, rất là nhiều cơ hội đang chờ đón mình các anh chị. Thì đó là tám cái mà rất là hay, có thấy rất là hay để mà chúng ta thấy được đó là cái phần chủ động của chúng ta như thế nào trong cuộc sống của mình các anh chị. Thì qua tám cái câu này các anh chị xem coi là mình đang ở cái khoảng nào của mỗi một cái câu như vậy các anh chị. Ở đây again không có gì sai, không có gì đúng hết, nhưng mà để mà một cái dịp rất là hay để mà mình xem lại là mình như thế nào các anh chị nha. Hoặc là not true at all, là hoàn toàn chưa có, mình chưa có giống như vậy, hoặc là barely true là cỡ cỡ như vậy, hoặc là moderately true là ok và exactly true các anh chị. Rất là hay để mà chúng ta có cái dịp để mà chúng ta nghiệm lại về bản thân của mình các anh chị. Rồi tiếp theo thì ở cái bài viết này á, họ dùng cái chữ là PA là viết tắt cho Proactive Attitude các anh chị, là họ nói đây là thể hiện một cái cá tính cá nhân mà nó là thường là nó phản ứng qua cái đó là liên quan tới động lực và hành động các anh chị, liên quan tới động lực và hành động là cái mình nói là cái motivation và action các anh chị. Thường mà nếu mà khi mà mình nói về cái phần chủ động á, là hai cái đi kèm á, là cái hành động và cái động lực các anh chị, motivation và action ha. Và đó là một cái tiềm năng, một cái niềm tin mà mình vào cái tiềm năng phong phú của những cái thay đổi mà có thể thực hiện được để mà mình cải thiện bản thân và môi trường của mình. Và điều này bao gồm nhiều cái khía cạnh khác nhau á, là như là cái tháo vát, cái sự tháo vát của mình nè, trách nhiệm, giá trị và tầm nhìn các anh chị. Thì đó là mình nói về khi mà mình nói về gọi là cái thái độ của cái tính chủ động các anh chị. Thì một cái người á, thường mình thấy một cái người mà tin tưởng vào cái một cái người mà coi như là có cái tính chủ động đó các anh chị, thì họ thường là họ tin tưởng vào sự tồn tại của những cái nguồn lực á,
là có thể hoặc là bên ngoài hoặc là bên trong các anh chị. Ví dụ như là hàng hóa, dịch vụ, con người á, là đều có thể bị ảnh hưởng để hỗ trợ và đạt được mục tiêu. Trí tuệ, lòng can đảm và sức mạnh, ví dụ như là ở bên trong hay bên ngoài đều có thể cho phép để mà mình thiết lập mục tiêu của mình và kiên trì đến cùng đến khi mà mục tiêu của mình đạt được mới thôi các anh chị. Một cái người á mà có cái tính chủ động á, thì như lúc nãy có nói trong những cái 8 cái câu ở trên á, là mình họ thể hiện được ra rất là rõ là cái trách nhiệm của họ về cái sự phát triển của bản thân của mình các anh chị. Họ thấy được rất là rõ là cái trách nhiệm của mình trong cái vấn đề là mình phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân của mình. Một cuộc sống á, là nó thường á, là mình thấy là đương nhiên có những việc á, là mình không có kiểm soát được, đó là cái tác động ở bên ngoài, có những điều xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà không phải hoàn toàn á, là cuộc sống của mình hoàn toàn lệ thuộc vào những cái tác động bên ngoài đó các anh chị. Có một số điều đó là bản thân của mình làm chủ và bản thân của mình có thể xoay chuyển được cái phần đó. Có một cái câu quote đó ở đây Quế cũng nói là ngày hôm nay Quế cũng có post trên trang của Quế, cũng thấy rất là hay các anh chị, ngắn gọn mà cũng rất là hay. Nothing changes if nothing changes. Có nghĩa là sẽ không có gì thay đổi nếu như cũng không có gì đổi thay các anh chị. Có nghĩa là nếu mà mình không thay đổi gì hết đó, thì mình cũng như vậy phải không các anh chị? Thường mình diễn giải ra là nếu mà mình muốn đạt được những gì mà mình chưa có thì mình phải làm những gì mình chưa làm các anh chị. Nó có những cái là mình có thể là làm chủ được cái outcome của cái cuộc sống của mình. Và cái quan trọng là cái suy nghĩ của mình khi một cái việc nó xảy ra các anh chị, mình nhìn ở nó như khía cạnh như thế nào. Một cái người á, mà chủ động á, là luôn đối mặt với thực tế và chấp nhận một quan điểm cân bằng về trách nhiệm và lúc nào cũng vậy, là không có coi như họ có một cái sự cân bằng về cái trách nhiệm của bản thân và trách nhiệm của những cái sự việc xảy ra ở bên ngoài, và thường không có gọi là không có đổ lỗi nhiều các anh chị. Trước hết là nhìn nhận coi là ở phần mình có những cái việc gì mình có thể làm được tốt hơn và những cái phần nào là những cái mà hoàn toàn nó không có nằm trong cái kiểm soát của mình các anh chị. Phân biệt hai loại trách nhiệm á, là cái trách nhiệm đối với những cái việc mà xảy ra trong quá khứ các anh chị, và cái trách nhiệm làm cho cái sự việc xảy ra. Cái quan trọng á, là cái chuyện gì đã xảy ra rồi á, thì mình không có thay đổi được, mình có ngồi đó than vãn hay là mình có làm đây kia mình không thay đổi được, nhưng mà mình học hỏi được những cái điều gì đó để mà lần sau mình không có cái việc đó xảy ra nữa các anh chị. Thì quan trọng là mình tập trung vào những cái giải pháp cho vấn đề. Cái người mà có tính chủ động là thường problem solving oriented, result focused các anh chị, là quan trọng là về cái phần giải quyết cái vấn đề hơn là ngồi đó rồi là phân tích phân bì các anh chị. Phân tích để mà lập ra cái việc giải quyết, và cái quan trọng là để học hỏi những cái gì mình thấy được để mà sau này mình tránh và mình không có lặp lại giống như vậy các anh chị. Be proactive là chủ động để mà mình có thể là hạn chế cái vấn đề nó xảy ra, thay vì mình ngồi chờ vấn đề nó xảy ra để mà mình giải quyết vấn đề các anh chị. Rồi. Và những cái người mà cái cá nhân mà chủ động đó thì có những cái giá trị các anh chị bởi môi trường xã hội, và cái người mà có cái tính chủ động á thì chú ý đến cái giá trị của bản thân của mình và chọn cái hành động nào mà phù hợp với cái giá trị đó các anh chị. Và mặc dù những cái giá trị đó là chúng ta có thể bị ảnh hưởng trong cái môi trường mình sinh hoạt, những cái người mà mình tiếp cận chung quanh, hoặc là cái gia đình và xã hội chung quanh khi mà mình lớn lên như thế nào, nhưng mà đó là cái quan trọng là ở mình khi mà mình học hỏi được như thế nào. Hi chị Sivan, chị đang nghe ở đâu vậy? Hình như là lần đầu tiên thấy chị trên call của Quế đó, rất là vui, chào chị. Rồi thì là cái giá trị của mình là để cho thấy được giá trị dẫn tới cái suy nghĩ và suy nghĩ dẫn tới cái hành động, phải không các anh chị? Thì là hình như cái quan trọng của cái người chủ động là người ta thấy được cái người ta chọn lựa cái hành động nào mà phù hợp với cái giá trị của họ. Và cuối cùng là cái người có tính chủ động thì có một cái tầm nhìn các anh chị, và phấn đấu để mà tạo dựng ra, để mà đạt được cái mục tiêu lâu dài cho cuộc sống của mình. Như lúc nãy Quý có chia sẻ đó, là không phải nhất nhất thiết á, là những cái điều đó họ sống là tại vì để mà làm vừa lòng những người chung quanh, thấy được là cái gì đem lại cho cái hạnh phúc thật sự của mình các anh chị ha. Rồi thì đó là một chút
về để mà mình nói thêm những cái yếu tố chung quanh để mà thể hiện được cái bản tính của một cái người có cái tính chủ động là như thế nào các anh chị. Rồi, bây giờ đó thì chúng ta bước qua đó là một chút xíu để mà Quế chia sẻ với các anh chị ha, về một số cái mình nói qua về cái phần định nghĩa của tính chủ động là gì, những cái đặc trưng, những cái tính cách của một người có cái tính chủ động là như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ thấy là một số những cái chia sẻ để cho chúng ta thấy làm sao để mà chúng ta có được cái tính chủ động, hoặc là chúng ta lưu ý hơn để mà chúng ta được gọi như là có cái phần chủ động hơn trong cái suy nghĩ, từ cái suy nghĩ chủ động cho tới toát ra cái hành động của mình các anh chị ha. Rồi, thì trước hết đó các anh chị, trước hết đó là mình thấy được á, là cái phần chủ động nó sẽ tạo ra được cho mình một cái gì đó tích cực các anh chị, một cái positive attitude. Tại vì khi mà như vậy lúc nào mình cũng có cái suy nghĩ tích cực các anh chị. Thì trước hết các anh chị, thứ nhất á, là một trong những cái tips mà chúng ta sẽ được chia sẻ đây đó, là thứ nhất á, là mình nhớ nè, mình là cái người kiểm soát được cái thái độ của mình các anh chị. Mình không có đổ lỗi là tại vì sự việc như vậy, tại vì excuse me, tại vì người này người kia mình mới làm như vậy. Mình nhớ mình là cái người kiểm soát cái hành động của mình, kiểm soát cái thái độ của mình các anh chị. Và thường thường á, cái thái độ của mình nó không phải là nó xuất thân từ những cái gì xảy ra đến với mình các anh chị, mà ngược lại đó, mình sẽ là quyết định á, là mình sẽ giảng giải diễn giải cái sự việc xảy ra đến với mình là như thế nào các anh chị. Ví dụ như là mình có một cái ví dụ để cho thấy là cái diễn giải của mình về một cái sự việc xảy ra đến với mình là như thế nào. Ví dụ như trong cái công việc kinh doanh này các anh chị, trong cái công việc kinh doanh này thì mình thấy một trong những cái chính để mà mình có thể xây dựng và phát triển kinh doanh là mình chia sẻ cái điều tốt đẹp về theo đúng cái nhu cầu của người đối phương các anh chị. Mình chia sẻ từ cái sản phẩm, nếu mà những người nào mà có những cái nhu cầu mà theo như mình biết, từ sức khỏe bên trong cho tới dáng vóc bên ngoài cho tới làn da đồ này nọ, tùy theo cái nhu cầu của họ mình chia sẻ. Hoặc là mình chia sẻ cái cơ hội kinh doanh, đặc biệt là dành cho những người mà đang tìm kiếm một cái gì đó làm thêm, có thêm phụ trội, có thêm thu nhập thêm, hoặc là muốn thay đổi cái công việc làm của mình để mà tìm kiếm một cái gì đó có thể được đi rộng lớn hơn, tốt hơn, đạt được nhiều cái tài chánh hơn các anh chị. Thì cái việc chia sẻ, thì nếu như một cái sự việc nó xảy ra đến với mình ngày hôm nay, mình chia sẻ và cái người đó coi như là trả lời lại với mình đó là có những cái coi như là những cái hành động, những cái thái độ về cái mà mình chia sẻ nó coi như nó có cái phần coi như là không có được tốt, chê bai hoặc là nói là lừa gạt như thế này thế kia. Hello, hello anh Hải, khỏe không? Đang ở Utah, ngày hôm nay thời tiết thế nào rồi? Thì là tùy theo là mình nhìn nhận cái việc đó xảy ra đến với mình như thế nào các anh chị. Nếu mà một cái người mà có cái phần gọi như là tiêu cực thì có thể là buồn rầu, rồi là có thể có phần là giận, buồn hoặc là giận. Nó à, cái người này tại sao mà lại nói xấu về mình như vậy, lại nghĩ về mình xấu như vậy, tại sao rồi lại vò đầu bứt tóc, là tại sao họ không có hiểu mình này nọ ngày kia các anh chị. Là một cái coi như cũng là một cái thái độ của mình đến một cái sự việc xảy ra khi mà cái người đó trả lời lại cho mình. Một cái người bình thường á thì á sẽ thấy một cái người bình thường á không có bi quan lắm mà cũng không có tích cực lắm á, thì cũng hơi buồn một chút xíu các anh chị. Nhưng mà có thể nó thì có thể ngày hôm nay bị xui, có thể mình nó ngày hôm nay mình xui, bị xui mình gặp cái người đó ha. Thì đó là một cái người bình thường rồi cũng qua đi. Và một cái người mà có cái suy nghĩ tích cực thì sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc cho cái người đó, mình cũng mỉm cười, mình cảm ơn, đón nhận những cái lời mà họ kiểu như chê bai, chỉ trích, phê bình. Và có thể nếu mà được mình hỏi để mà mình hiểu hơn tại sao họ lại có những cái suy nghĩ đó các anh chị, mình có cái tự mình hiểu hơn để mà hiểu hơn là cái quan điểm đó, cái suy nghĩ đó đến từ như thế nào, có cái lý do gì họ lại có những cái phản ứng như vậy. Và mình chỉ cảm thấy là cái điều đáng tiếc đến với họ, và mình coi như là mình cảm thấy họ không mình đáng tiếc cho họ, và mình tiếp tục mình
những cái người khác để mình chia sẻ các anh chị. Ở trên đây, ở trên thế giới này có rất là nhiều người không có được may mắn như chúng ta, biết được đến cái dòng sản phẩm tốt, biết được đến cơ hội kinh doanh tốt. Thì những người nào mà nhận thấy được, mình chúc mừng họ các anh chị. Những người nào không thấy được, mình thấy đáng tiếc cho họ chứ không phải là đáng tiếc cho mình ha. Thì đó là mình nhớ là cái phần thứ nhất á, trong cái vấn đề để mà giúp cho chúng ta làm được tốt hơn, giúp cho chúng ta có được cái phần chủ động hơn trong cái tư duy suy nghĩ của chúng ta, là mình nhớ mình là cái người kiểm soát cái thái độ của mình các anh chị. Mình là cái người kiểm soát cái suy nghĩ của mình trong cái vấn đề đó. Hello, thank you John. Ok. Rồi, quan trọng là một cái bất kỳ cái sự việc gì xảy ra đến với mình á, là mình suy nghĩ như thế nào các anh chị. Sự việc là một cái fact nó xảy ra, quan trọng là mình nhìn nhận nó, cái quan điểm của mình sẽ thấy cũng cùng một sự việc đó các anh chị. Thử các anh chị có thể chia sẻ với một vài người, các anh chị sẽ thấy rất là lý thú là mỗi một người nhìn vào nó khác nhau các anh chị. Cái quan trọng là đến từ cái suy nghĩ của chúng ta, và mình là control, mình kiểm soát cái suy nghĩ đó các anh chị. Nếu mà mình thấy mình có cái gì đó hơi một chút tiêu cực á, mình xóa ngay, để mà làm sao mình nhìn nhận tất cả những cái sự việc đến với chúng ta từ cái problem, từ những cái vấn đề đều có cái hướng tích cực, bởi vì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được các anh chị. Rồi, cái phần số 2 đó là nói về adopt beliefs that frame events in a positive way. Cũng tương tự như cái đầu các anh chị, là mình coi như là có cái niềm tin á, là tất cả những cái sự việc xảy ra là trong một cái chiều hướng tích cực các anh chị. Rất là quan trọng về cái suy nghĩ của mình. Như Quế nói lúc nãy đó, cái suy nghĩ á, nó tiềm ẩn trong trong cái tiềm thức của chúng ta, và từ suy nghĩ nó sẽ dẫn tới cái hành động, và hành động sẽ dẫn tới cái kết quả mình đón nhận, và mình sống cuộc sống của mình như thế nào các anh chị. Thành ra là cái niềm tin của mình á, rất là quan trọng. Mình tin cái gì thì cái đó nó xảy ra đến mình. Thường mình nói về trong cái giống như trong một cái bài nói về law of attraction không các anh chị, what you think will become, những cái gì mình suy nghĩ đó là sẽ trở thành như vậy. Thành ra nó quan trọng là cái niềm tin của chúng ta, và nếu mà chúng ta có một cái niềm tin rất là vững, rất là chắc á, là tất cả mọi việc đều xảy ra trong cái chiều hướng tích cực, thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều các anh chị, thái độ lạc quan ha. Thì mình thấy là mình phải có một cái niềm tin rất là vững, tại vì để mình tỏa được cái niềm tin đó ra cho những người khác á, mình muốn những người khác cũng có được cái niềm tin như mình á, thì mình phải đi gấp đôi các anh chị. Nếu mà mình muốn họ có niềm tin 100%, các anh chị nhớ là mình phải tin tưởng vào điều đó 200%. Nếu mà mình chỉ ở 100% thì nó tốt cho mình đã có cái niềm tin đó, nhưng mà khi mà chia sẻ đến người khác á, thì họ chỉ đón nhận được cái đó, thường cái công thức các anh chị là một nửa thôi. Thành ra để mà muốn cho mọi người xung quanh, nhiều khi như anh chị nói là ồ, tại sao họ không nhìn thấy như mình nhìn thấy, tại sao họ không có được cái niềm tin như mình, là tại vì mình chưa có thể là mình chưa có truyền được cái niềm tin đó đến với họ các anh chị, đủ đủ đô ha. Rồi, thì ví dụ như là một số cái ví dụ nữa là các anh chị. Ví dụ như là đó là cái vấn đề là ngày hôm nay đó là cái kho, à như Quân nói về cái kho ha. Sẵn cũng kể một cái câu chuyện luôn, là vừa xảy ra sáng ngày hôm nay thôi, là cái chương trình kho buổi sáng, một số anh chị mà có vào xem đó, thì buổi sáng ngày hôm nay là Quế làm cái kho bên OTG bằng tiếng Anh á, thì cái kho đúng là 7 giờ sáng giờ California các anh chị. Thì cũng không có được khởi đầu tốt, là tại vì là cái phần bộ phận technical problem nó có một cái chút vấn đề. Thì một số anh chị nào mà còn nhớ cái kho thì nó đã delete rồi, cái kho đầu mà không có được tốt nó đã delete rồi. Thì nó không có tốt các anh chị, cái audio rất là tệ, rồi cái phần video cũng không có được tốt. Thì nếu như mà một cái trường hợp kiểu như thông thường đó, thì là có thể là mình cái người khác thì mình có thể là bắt đầu là mình buồn bã nè, mình bắt đầu mình than, nó ồ trời ơi sao mà buồn quá, rồi coi như ngày hôm nay thiệt là tệ, cái kho thiệt là dở, rồi coi như mình rên, rồi là mình cả một cái ngày là coi như ruin hết, rồi một cái tuần xui xẻo gì tùm lum tà la hết. Quế không chọn cái hướng đó các anh chị. Quế lại chủ động là bắt cái phone lên và gọi ngay với ông Gary, là cái người mà kiểu như host ở trên cái kho ngày hôm nay á, và nói là nếu mà được có thể là mình delete, mình mới đưa ra cái option các anh chị, nếu mà possible có thể delete cái kho đó và làm lại. Quá là người gợi ra chứ ổng cũng không có nói gì hết trơn á, xong cái call lại he move on để mà làm cái chuyện khác. Nhưng mà mình cảm thấy ồ có vấn đề, thì bây giờ mình làm sao, thì mình sẽ propose là ồ nếu mà được thì mình làm lại.
thì là mình làm lại cái kho đó, thì mới làm lại cái kho là một tiếng sau đó các anh chị là 8 giờ kali, thì cái kho cũng rất là good. Thì mình chọn lựa cái hướng mình giải quyết, một cái hướng tích cực là như thế nào, mình thấy là mọi người chung quanh cũng rất là sẵn lòng để mà hỗ trợ cho mình các anh chị. Rồi, và cái đó là mình thấy được là cái vấn đề mình giải quyết ha. Rồi một cái là ngay cả một cái vấn đề khi mà xảy ra, nó có cái phần khi mà mình mới nghe, nó có cái phần tích cực, mà những cái người mà không có hướng tích cực thì cũng có cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đó nữa các anh chị. Ví dụ như là một cái trường hợp á, là có một cái giống như là tự nhiên một cái ngày đẹp trời, tự nhiên một cái người nào đó liên lạc với mình các anh chị, là coi như họ họ hoặc là một cái người mà ngày xưa mình chia sẻ đó lâu rồi, và họ bẵng đi một thời gian không có trả lời mình, hoặc là cái chuyện gì đó cắt đứt liên lạc luôn, thì một cái ngày đẹp trời họ lại gọi lại hoặc là nhắn tin lại cho mình, nói à có thể thăm hỏi, có thể biết được, thì đó là một cái điều tốt không các anh chị. Mà một số người mà kiểu như hơi lo lắng thì là ồ không biết chuyện gì rồi như thế nào hồi hộp, còn cái người có hướng tích cực thì rất là chào đón cái cứu gọi phone đó các anh chị ha. Rồi, và cái phần thứ ba, đó là mình nói về, đó là tạo dựng một cái thư viện bao gồm những cái suy nghĩ tích cực các anh chị, là create a library of positive thoughts, là một cái thư viện mà bao gồm những cái suy nghĩ tích cực là như thế nào. Mình tạo dựng cái đó được các anh chị, mình kêu là để mà mình đưa vào cái tiềm thức của mình những cái suy nghĩ tốt đẹp thì bằng cách gì, là mình tiềm ẩn mình đưa vào, và cái cách tốt nhất là mỗi một ngày mình giống như là một cái gieo hạt các anh chị, trồng cây, mỗi một ngày mình bón phân, mình tưới nước để mà cái tâm trí của mình lúc nào cũng tích cực, thì mỗi một ngày mình nên dành ra là 15 phút, cỡ khoảng 10-15 phút để mà mình buổi sáng, đặc biệt là buổi sáng sau khi thức dậy các anh chị khỏe khoắn, tập thể dục đồ này nọ đó, thì là mình đọc hoặc là mình nghe hoặc là mình xem những cái gọi là, nó kêu là những cái inspirational hay motivational, coi như là những cái video clip để mà cho mình cái tích cực đó, thì đầu óc của mình lúc nào cũng tràn đầy những cái điều tích cực, mỗi một ngày mình đều coi như là vun bón cho cái tâm trí của mình ở những cái tích cực đó các anh chị. Và nếu mà các anh chị thấy mình để ý mà mình làm thường ngày như vậy á, cái con người của mình nó càng ngày nó sẽ càng tươi trẻ ra và sẽ tràn đầy những cái suy nghĩ tích cực các anh chị. Chỉ là dành ra 10 15 phút mỗi một ngày để mà mình xem, mình nghe, ngay cả cái chương trình kho hàng ngày cũng là đủ để mà giúp cho chúng ta có thấy là cũng là một cái món ăn tinh thần rất là tốt các anh chị. Tiếng Anh lẫn tiếng Việt mình có rất là đủ đầy đủ phương tiện. Nhiều khi nhiều anh chị mỗi lần mà nghe thêm cái gì đó là kêu ô không có giờ, không có làm này cái kia, có thấy cái có giờ hay không là do mình các anh chị. We make time for what's important to us. Everything has time, mà cái quan trọng là mình quyết định là mình dành cái time của mình á, cái thời gian của mình làm cái việc gì nha các anh chị ha. Thành ra là Quế rất là như là sensitive trong cái vấn đề ai mà nói là không có time, tại vì chúng ta ai cũng có 24 tiếng một ngày, chỉ là quan trọng là mình chọn mình làm cái gì, phải không các anh chị? Rồi, đó là 15 phút mỗi một buổi sáng ha, hoặc là mỗi một ngày nếu mà buổi sáng không có tiện, để mà mình có thể là mở mang và trong cái đầu óc của mình là nghe xem những cái inspirational hoặc là motivational clip ha các anh chị. Avoid angry or negative media. Cái điều này mình thấy là nhất là trong cái ở đây có nghĩa là mình tránh xem những cái chương trình mà coi như là những cái tin tức mà về những cái tin tức giận dữ hay là coi như là không có tốt, negative là cái tiêu cực các anh chị, về báo chí đặc biệt là có rất là nhiều cái tin mình kêu là hơi gọi là nói nhảm, không biết dùng cái chữ gì ha, thì những cái gossip đó, đó thì nó chỉ là làm cho mình nhiều khi mình lại nghĩ nó là entertaining thôi, mình lại nghĩ là chỉ là xem để mà giải trí thôi, nhưng mà nó cũng rất là ảnh hưởng các anh chị. Ngày qua ngày mà trong cái đầu mình mà nghe những cái tin coi như mở lên là người này người kia chửi bới la mắng, có một cái số cái chương trình là nói về là gia đình này rồi xung đột với gia đình kia như thế nào, những cái show đó mình với Quế thì Quế chọn Quế sẽ không có xem. Có nhiều anh chị có hoặc là nếu mà nhìn xem rồi mình lại nói mình không có thời gian làm những cái chuyện khác anh chị, thì cái đó là mình để ý ha.
Ở trên mà mình biết là tin tức media đó thì những cái tin mà thường ở theo thống kê là thiên hạ lại thích nghe những cái tin coi như là negative hơn những cái tin positive, các anh chị đem những cái niềm tin coi như là những cái tin tức gì mà càng coi như là dữ dội, những cái tin tức gì mà càng nhiều người này người kia bàn luận rồi tranh cãi rồi chán ghét nhau thì lại là càng ăn khách các anh chị. Những cái tin đó thì mới thấy là không biết tại sao mà nhiều người lại thích như vậy. Ok, chào chị Darlin, đến từ Atlanta, Georgia ha. Thank you chị. Rồi, thì mình để ý ha là mình xem, mình chọn lọc những cái chương trình nào mình xem các anh chị. Ở phía trên mình nói là mình dành 15 phút để mà xem những cái tốt, những cái tích cực và mình nên tránh giảm bớt những cái tiêu cực các anh chị. Nhiều khi mình thấy cái đó là chỉ xem cười cho vui nhưng mà nó lại rất là ảnh hưởng trong cái tiềm thức của mình. Cái sức mạnh của cái tiềm thức nó rất là quan trọng các anh chị. Rồi, cái phần số 5 rồi cũng tương tự đó là mình nói là mình tránh những cái người mà hay than vãn các anh chị. Ignore whiners and complainers là mình tránh đi. Thường có cái câu của Mỹ sáng cũng có chia sẻ đó là you are the average of the five people you hang out with, mà càng ngày mới càng thấy cái câu đó rất là đúng các anh chị. Mình là cái người trung bình của năm cái người mà mình thường coi như là quan hệ nhất các anh chị. Năm cái người nào mà hiện tại bây giờ đó là hàng ngày các anh chị nói chuyện thường nhất nè, năm cái người nào mà các anh chị làm việc gần nhất nè, năm cái người nào mà các anh chị thường coi như những cái giờ bạn bè đi chơi, nói chung là năm cái người nào mà mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng gần đây á mình coi như là gần gũi nhất á, năm cái người đó rất là ảnh hưởng đến mình các anh chị. Rất là coi như quế vẫn xem họ là bạn nhưng mà nếu mà được á quế giảm thiểu, quế không có liên lạc thường là tại vì cái nếu, cho tới khi họ thay đổi cái tính đó, cái tính nhiều khi á mình cũng tôn trọng cái tính của mỗi một người các anh chị, mỗi một người có cái phần là như vậy. Mình nói một lần hai lần thôi nhưng mà mình chọn các anh chị, mình là cái người chọn tại mình không thể thay đổi được bất kỳ người nào khác hết, mình chỉ có thể thay đổi được bản thân của mình mà thôi. Nếu như một vài lần nói mà họ vẫn như vậy thì mình không thể bắt ép hay là van nài họ thay đổi được các anh chị, nó chỉ làm cho mọi người khó chịu với nhau thôi. Họ như vậy là như vậy nhưng mà mình có thể chọn là mình tiếp tục spend time với người đó hay không, hay là mình spend time với người khác các anh chị. Thành ra là những cái người mà hay mở miệng ra than rồi rên rồi này nọ đó là tránh càng nhiều càng tốt các anh chị, tại vì họ rất là ảnh hưởng tới chúng ta. Ví dụ như một cái gì đó mà mình đang hăng hái, mình đang hồ hởi mình làm, ví dụ như là trong cái kinh doanh này của mình các anh chị là mình đang hăng hái chia sẻ rồi ngồi tụm lại với nhau rồi người này kể về cái cứ như cái chuyện mà có người này người kia chê trách rồi không có chịu nghe đón nhận cái lời chia sẻ của mình, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà tụm 3, tụm 5, tụm 7 lại nghe những cái điều mà coi như là than vãn rồi này nọ đó thì mình cũng bị ảnh hưởng các anh chị, mình không còn động lực để mình tiếp tục mình chia sẻ nữa. Thành ra rất là quan trọng các anh chị. À, tại vì cái người than gặp gì cũng than đó, quá thấy cái người than đụng cái gì cũng than đó các anh chị, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng than, nó giống như là một cái bệnh dịch vậy đó, cái gì cũng than, điện lớn chuyện nhỏ gì cũng than hết trơn. Nhiều khi á là họ lại nói ồ không có ý chỉ nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà như vậy thì nó rất là uổng, cái nó rất là phiền ha. Rồi á là mình để ý ha, tránh những cái người đó. Rồi cái số 6 các anh chị là use a more positive vocabulary, là khi mà mình nói chuyện hoặc là mình trong mình suy nghĩ á, nếu mà mình thốt ra những cái lời mà tích cực các anh chị, nó cũng cảm thấy làm giúp cho mình cái tinh thần của mình phấn chấn hơn rất là nhiều. Thành ra là một số cái từ mà mình để ý ha. Thì ở đây có chia sẻ một số cái từ các anh chị. Thì thay vì một số cái mà mình khi mình nói mình thấy được cái phần negative, ví dụ như là it is impossible, cái chữ impossible là cái chữ rất rất là negative các anh chị, rất là tiêu cực, không thể nào làm được cái điều đó. Rồi this will not work, cái này không có làm được đâu, I cannot do this các anh chị. Một số những cái từ đó nó ảnh hưởng cái tâm trạng của mình khi mình thốt ra rất là nhiều, và cái người chung quanh và ngay cả những cái người chung quanh mà nói những cái chữ đó ra mình cũng thấy rất là mệt mỏi phải không các anh chị. Rồi thay vì như vậy đó thì khi mà mình ngưng, các anh chị không có dùng những cái từ đó, các anh chị impossible, do not work, I cannot do, thì mình không có nói những cái từ đó nữa, các anh chị bỏ coi như là xóa, không có đụng tới những cái từ đó. Và khi mà bất kỳ người nào mà hỏi chúng ta đó là à, ngày hôm nay như thế nào rồi, công việc ra sao, mọi việc như thế nào các anh chị,
thì thay vì mình nói it's okay các anh chị thì mình thấy nó không có gì hấp dẫn hết các anh chị, thì mình nói là lúc nào cũng vậy, mà mình khi nói là mình nói là cái ý thật sự là như vậy, chứ không phải cái đầu mình suy mình nói là mình gọi là mình nói không có đúng sự thật các anh chị. Lúc nào cái tâm trạng terrific, awesome, great, thành ra là những cái chữ đó là những cái chữ tạo cho cái bầu không khí nó rất là tốt các anh chị. Never feel better, không có cái gì mà mình có thể là thấy được tốt hơn, lúc nào cũng vậy là feeling great, mọi việc là đều tốt hết. Có không phải là cái ý là tốt, nhưng mà những cái gì xảy ra mình đều có cái hướng giải quyết của mình các anh chị. Và đó là một số cái để mà mình lưu ý ha. Rồi các anh chị nào mà có mình còn 8 phút nữa là hết cái giờ call ngày hôm nay. Anh chị nào mà có những cái gì muốn có câu hỏi hoặc là những cái phần mà để là chia sẻ về cái suy nghĩ và cái quan niệm của mình về đề tài này, tiếp tục các anh chị viết ở trên cái phần comment của chương trình Facebook Live này ha. Còn những anh chị trên conference call, các anh chị nếu muốn tham gia thì cũng có thể bấm số 5 và dấu hoa thị. Với thấy anh chị nào đặt câu hỏi, với sẽ mở đường like cho các anh chị nha. Cũng thấy có một số anh chị vào cái chương trình bên conference call ngày hôm nay đây. Rồi mình chia sẻ thêm một chút xíu nữa các anh chị, là một số việc để mà cho mình thấy là giữa cái proactive và reactive ha các anh chị. Rồi mình tiếp tục trên cái phần này ha. Rồi để quay xem một chút xíu ở đây. Ok, một số cái từ này các anh chị, nói về một số cái từ ha để mà mình lưu ý và mình rút kinh nghiệm các anh chị. Ở đây là có một số cái từ để mà so sánh về cái chủ động cũng như là proactive với cái phần cái thế bị động là reactive các anh chị. Thì là về cái proactive ha, thì mình thấy là mình sẽ dùng là let's look at what we can do, là mình sẽ xem coi là mình làm được như thế nào, rồi mình chọn những cái giải pháp khác nhau, có những giải pháp gì để mình làm, mình sẽ làm cái điều đó. I will do this, I'm in control of my own feeling, là mình là cái người kiểm soát cái cảm xúc của mình. I can do this là cái mà mình thể hiện một cái coi như là cái khẳng định rất là tốt là mình có thể làm được cái điều này. I will, các anh chị, sẽ chứ không phải là probably, là có thể hay như thế nào. I will là một cái từ rất là mạnh mẽ. I will do this, I can do this, là mình có thể làm, mình sẽ làm cái điều đó. Và I choose to do this là mình chọn và mình làm như vậy. Những cái từ khẳng định được một cái mình nghe mình cũng thấy một cái gì đó nó rất là tích cực, nó rất là chủ động, phải không các anh chị? Rồi một số những cái từ mà mình nên tránh và để ý khi mà mình xài đó, tại vì nó thể hiện một cái gì đó rất là thụ động ở trong đây á, là I don't have time, I don't have time, I don't have time. Rồi đó là cái mà mình nghe nhiều lắm các anh chị, là không có giờ làm đâu, vừa mới nói một cái gì đó thôi là là trước hết là nhảy ra trước, là say no trước cái đã, là giống như là một cái quán tính luôn. Có một số anh chị mới thấy coi như say no trước cái đã, không có time, như là sợ là phải kêu làm thêm cái gì đó các anh chị. Rồi đó là there's nothing I can do, không có gì mình làm được nữa hết đó, có nghĩa là chưa gì hết, là mình đã chấp nhận là cái hoàn cảnh nó xảy ra, cái vấn đề xảy ra là không có cái gì để mà mình làm được nữa. Rồi they make me so mad, là coi như là mọi cái việc là làm cho mình thật là bực mình á, mình không muốn làm gì nữa hết. Rồi á là một số cái từ ở đây là do I have to do this, là mình có phải làm cái này hay không. Nhiều khi phải ngược là mình có phải làm hay không, tại vì cái người mà thường là reactive đó là thường hay chờ lắm các anh chị, làm coi như vừa đủ thôi, là làm what being told, không hơn không kém các anh chị, và làm vừa đủ và coi như là chờ tới khi mà sự việc xảy ra rồi mới làm. Thì mình thấy rất là rõ nha, cái hình ảnh phần lớn cái cuộc sống của họ nó thể hiện rất là rõ các anh chị, nó giống như lúc nào cũng như bị đi sau người ta đó, thì là tại vì cái tính của họ là như vậy. Nên mình để ý rồi là I cannot, that's me, if
if nếu như tại vì because là người này người kia là như thế này, tại vì vợ của tôi không cho tôi làm, tại vì ông chủ của tôi như thế này hay kia, nhưng nói chung là hay đổ lỗi cái việc á, với vấn đề là tại vì cái hoàn cảnh nó như vậy, tại vì người khác như vậy, nhưng mà cái chính là mình không có nhìn nhận là ở bản thân mình có thể làm được cái gì để thay đổi cái điều đó các anh chị ha. Rồi, thì đó là một số cái đó mà mình để ý. Mình lưu ý là ở cái phần để mà giúp cho chúng ta có cái phần chủ động các anh chị, là mình dùng cái chữ tiếng Anh nó dùng là be, là mình trở thành nhiều hơn là mình có thể làm cái này cái kia đó. Thì để mà mình để ý như vậy. Rồi thì đó là một số cái để mà mình nhớ ha. Và cuối cùng để mà wrap up lại cái call ngày hôm nay đó, thì có cũng là một cái nữa để mà Quế chia sẻ, đó là thêm vào một số cái để mà mình coi coi là trong cái việc mà để giúp cho chúng ta có cái phần chủ động hơn á, thì hồi nãy Quế cũng có chia sẻ rồi là it's all about you. Cái thứ nhất là về bản thân của mình làm chủ cái cuộc sống của mình các anh chị ha. Cái thứ hai là solution focused, có nghĩa là mình tập trung vào cái hướng giải quyết vấn đề và nhìn xa về cái vấn đề, khi mà trước khi cái vấn đề xảy ra, nếu mà mình coi như mình chặn được cái vấn đề đó thì tốt các anh chị. Đặc biệt trong cái kinh doanh này các anh chị sẽ thấy như bất kỳ những cái việc gì khác á, lúc nào cũng có việc này việc kia xảy ra, vấn đề này vấn đề nọ, mình expect là sẽ có vấn đề xảy ra, nhưng mà cái quan trọng á, là mình đi theo cái bước đường của người đi trước á. Hello, chào Lina. Trời ơi, hôm nay có team đồ này nọ nữa. Cảm ơn. Là đó, là các anh chị thấy nè, cái con đường mà mình đi trên kinh doanh này nhiều người đi trước lắm các anh chị. Nhiều người có người, nhiều người đi, và những cái người mà đi qua được cái bến bờ gọi là thành công á, họ cũng đã có những cái vấp ngã ở giữa đường. Ai cũng có các anh chị. Nếu mà những mới chưa thấy nha, mới chưa thấy một cái người nào mà thành công mà chưa có, khi mà họ kể chuyện mà không có ai con đường trơn tru các anh chị. Nếu thật sự trơn tru thì thật sự chưa có thành công lớn đâu. Thì cái quan trọng là mình học hỏi được á, những cái vấp ngã của họ để mà mình không đi theo cái mình hạn chế các anh chị ha. Họ chỉ dẫn cho mình nghe để mà mình hạn chế, mình không có rớt xuống cái hố giống như vậy các anh chị. Có thể mình rớt những cái hố khác, cái hố nào người ta đã rớt xuống rồi, người ta đã cảnh báo mình là đừng có đi, thì mình cố gắng để mà mình làm sao để mà mình không có rớt xuống. Nếu mà rớt xuống thì mình sẽ giải quyết nhanh chóng nếu mà mình đi lên các anh chị ha. Solution focused. Rồi cái kế là accountable, là mình có cái trách nhiệm các anh chị. Cái chữ accountable, cái chữ rất là hay, nó bao gồm cái trách nhiệm cao hơn cái chữ responsibility các anh chị, là mình làm chủ và mình chấp nhận là mình coi như những cái vấn đề xảy ra mình chịu trách nhiệm các anh chị, mình accountable for cái việc của mình ha. Và cái kế tiếp là đặt mục tiêu. Khi mà mình nói về cái mục tiêu lâu dài, nhưng mà nói người chủ động là cái người mà có cái mục tiêu đó, thì anh chị nhớ cái mục tiêu ở trong tiếng Anh là kêu là SMART goals, là cái chữ mà viết tắt các anh chị, chữ S của cái chữ SMART đó là specific, là cụ thể các anh chị ha. Ok, thank you em. Cái số 2 là chữ M là measurable, là có thể đo được cái mục tiêu của mình, nó phải không có một cái gì đó mà nó phải có cái gì đó để đo được cái bước tiến của mình các anh chị. Chữ E là attainable, là có thể là mình làm được, mình nó không có kiểu như mình kêu là cái mục tiêu quá tầm tay rồi xa rồi mơ mộng rồi ở trên trời, mình cái mục tiêu trên trời các anh chị, mình phải nhìn nó có cái gì đó nó thực tế các anh chị. Mình có một, mặc dù mình đặt mục tiêu xa, mình đặt mục tiêu cao, nhưng mà trong đó mình phải có được một chút gì đó là mình làm được. Và một cái mục tiêu cao lớn thì mình tách nó ra từng cái mục tiêu nhỏ để mình với tới được. Có thể là cái nguồn lợi nhuận, mình thấy những cái người thành công làm được mấy triệu, mười mấy triệu, hai mươi mấy triệu, mình có thể đạt được, nhưng mà nếu mà mình không đạt được những cái nhỏ thì làm sao mà đạt được những cái lớn đó, không các anh chị? Phải attainable. Realistic là chữ R, là nó cái sự thực tế. Và cuối cùng là cái thời điểm, mục tiêu nó chỉ là mục tiêu rỗng nếu nó không có hạn kỳ, hay các anh chị ha. Mình đặt mục tiêu. Tiếp theo là make your own luck, là mình là người tạo dựng ra cái mình kêu là cái may mắn của mình các anh chị. Nhiều người nói may mắn cũng là một yếu tố, nhưng mà cái chính là mình, những cái mà mình tạo dựng nó sẽ tạo ra cái may mắn đó cho mình. Tiếp theo là be consistent, là cái sự liên tục và đều đặn, consistent and persistent các anh chị. Trong cái kinh doanh này mình đều biết nó không phải là một cái chạy đường ngắn ha,
mình nỗ lực mình chạy liền á thì mình sẽ thấy mình dễ bị đứt hơi giữa chừng lắm các anh chị. Đây là một cái đoạn đường dài ở cái marathon, like any other business. Một cái kinh doanh, những anh chị nào đã làm kinh doanh rồi đều biết cái năm đầu tiên là cái năm học hỏi ha. Có thể là đừng có trông chờ nhìn thấy cái gặt hái cái kết quả mà chỉ trong vòng vài tháng, tại vì công việc này không phải là get rich quick scheme các anh chị, là làm ngắn ngày để mà tạo dựng. Thành ra mình phải có cái sự bền bỉ, kiên trì và liên tục các anh chị. Mỗi một ngày mình bón phân, mình tưới nước thì cái thời gian nó mới đưa cho mình đơm hoa kết trái được. Và cái hoa, cái trái đó là nó lâu dài các anh chị. Cái cây nó cần cái thời gian, cái hạt giống nó cần cái sự chọn lọc rất là nhiều hạt ở dưới đất. Nhưng mà khi mà mình vun trồng như vậy đó là cần cái thời gian mới thấy được cái hoa, cái trái. Nhưng mà khi hoa trái nó ra đó thì mình sẽ thấy là mình sẽ có cái hoa trái đó hoài đều đặn các anh chị. Consistent and persistent. Tiếp theo là find the right people. Như nãy mình cũng có nói đó, là mình chung quanh mình là những cái người thích hợp, những cái người có cái tích cực để mà mình cũng được như vậy các anh chị. Và cuối cùng là cái honesty is the best policy. Và rất là thích là cái sự trung thực các anh chị, trung thực với bản thân của mình. Mình không cần phải chia sẻ với nhiều người các anh chị, trung thực với bản thân của mình còn lười biếng thì mình phải chấp nhận là mình như vậy. Để mà nếu mà mình được muốn được tốt hơn thì mình phải nhìn nhận những cái sơ sót của mình các anh chị. Mình phải nhìn nhận những cái khuyết điểm, những cái điều mình chưa làm được tốt. Ở đây không phải nhìn nhận để mà mình than vãn, nhìn nhận để mà mình làm sao để mà mình cải thiện, mình được tốt hơn. Thì đó là như vậy. Rồi thì bây giờ cũng hơi lố giờ một chút xíu, sorry các anh chị. Thì là để mà như vậy là Quế kết thúc cái call ngày hôm nay. Cái đề tài rất là, Quế cũng rất là thích cái đề tài là chủ động. Là mình nói về cái động lực và cái action các anh chị. Mình làm chủ cái cuộc sống của mình. Và mình lúc cái chủ động là mình nhớ là cái mà mình làm cho mình không phải làm khi mà chờ đợi một cái người khác để mà làm các anh chị. Thì cái đó thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở những cái khía cạnh khác nhau, từ cuộc sống của mình cho tới cái công việc kinh doanh này các anh chị. Mình có cái chủ động, mình là cái người để mà cái hành động là toát ra từ mình các anh chị, để mà mình làm chủ để đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra. Và kết thúc với là cái hình mà Quế để trên cái flyer ngày hôm nay, Quế rất là thích các anh chị. Cái viết tắt của cái chữ act là cho action, đó là hành động, đó là act change things, không các anh chị? Đó là cái để mà thay đổi các anh chị. Action changes things, là mình có cái hành động. Và cái hành động đó mình nhớ nó không phải tự nhiên, nó ngẫu hứng, nó đưa ra. Nó là một cái chuỗi của từ cái suy nghĩ, từ cái tư duy của mình dẫn tới cái hành động đó. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn tất cả các anh chị vào nghe cái chương trình kho ngày hôm nay. Rất là vui thấy các anh chị vào kho và có những cái chia sẻ ở trên cái phần comment của Facebook Live, những anh chị trên conference call cũng như vậy. Với chúc tất cả các anh chị ở Mỹ một buổi tối đầu tuần thật là tốt đẹp. Những anh chị nào mà chưa có xem cái commission, cái hoa hồng của mình trong ngân hàng thì xem ha. Ngày hôm nay là payday đó các anh chị. Và chúc tất cả các anh chị ở những nơi khác một ngày mới thật là tốt đẹp. Và hẹn gặp lại vào chương trình call lần tới nha các anh chị. Xin chào ha.